trang trại thanh xuân xuất dế chuyến hàng, những chuyến hàng cuối năm thì rất là liên tục các cái thử hàng dế như này. Đây là một những cái thử hàng bán vào tinh thần
sắm Tết ở Hà Nội người ta cũng nhộn nhịp lắm. Mặc dù là dịch thôi mà người ta vẫn cứ mua các cái hoa đào, hoa mai rồi các cái cây cảnh về để trưng bày ngày Tết. Đây bà cụ đã mua bánh lá dong để về gói bánh chưng. Cầu liên hệ với trang trại Thanh Xuân theo số điện thoại trên website. Hai cơ sở Nam Định và Hà Nội thì chúng tôi bán cho khách hàng trinh tế về nuôi và thu mua lại sản phẩm. Đây này một có bác này chở đào đấy. Cành đào đang đào lớn đào bé. Chúng tôi thu mua lại sản phẩm lâu dài. Cảm ơn khách hàng đã theo dõi video của trang trại Thanh Xuân.